Con ơi, lại bố bảo cái này đây. Vâng, con đây ạ. Đố con biết nhá, vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, 36 con, 100 chân chẵn, hỏi có bao nhiêu gà, bao nhiêu chó? Bố cho con một chút nhá. Xong rồi bố ơi. Đâu được bố sao nào? Trời ơi, mày làm cái gì thế này? Video lần trước mình đã nói về chủ đề học toán để làm gì. Học toán không phải để làm việc tìm ra đáp án, mà là cách bộ não học được cách làm thế nào để tìm ra nó. Hay nói cách khác, học cách tư duy. Để xây dựng tư duy toán học thuần túy, khỏe mạnh cho trẻ em độ tuổi bắt đầu đi học, thì phải đi từ cái cơ bản, cái nền móng. Giống như ngôi nhà không thể hoàn thành nếu xây ngược từ trên nóc xuống. Nếu gượng ép như vậy, trẻ em khi lớn lên sẽ thấy thật gò bó và cảm thấy không thoải mái khi phải học toán. Một học sinh lớp 2 đã được bố hỏi một bài toán dân gian cổ xưa nhằm thử thách trí thông minh của cậu. Cần lưu ý rằng với lớp 2 thì những bài toán trong sách giáo khoa đơn giản hơn rất nhiều. Thường chỉ là những bài toán như thế này hoặc như thế này. Với bài toán cổ nói trên, học sinh lớp 5 sẽ có hai phương pháp để giải, đó là giải thiết tạm và phương pháp khử. Lớp 8 sẽ có phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình một ẩn. Còn học sinh lớp 9 sẽ dùng đến hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Trong câu chuyện trên thì sau một hồi vẽ vẽ viết viết, em học sinh đã đưa bố câu trả lời của mình là 22 con gà và 14 con chó. Vậy với tư duy còn hồn nhiên của mình thì em đã làm gì để trả lời câu hỏi của bố? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đề bài giả thiết có tất cả 36 con, vừa gà vừa chó, chúng lại có tất cả 100 chân. Bước đầu tiên, em vẽ 36 thân mình của các con vật vào giấy nháp. Tiếp đến, em vẽ thêm các chân cho các con vật này, nhưng em chỉ tạm ứng cho mỗi người bạn nhỏ 2 chân. Tính ra là 36 x 2 bằng 72 chân em đã dùng để vẽ cho các bạn. Bước cuối cùng, em vẽ thêm 2 chân nữa cho một số bạn, vừa vẽ vừa đếm, 73, 74, 75, 76, cứ như vậy cho đến khi dùng hết 100 chân. Thế rồi em đếm ra là có 14 con vật có 4 chân, và đó chính là những chú chó. Còn lại là 22 chú gà chỉ có 2 chân mà thôi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Thực ra sau đó ông bố phản ứng như vậy chứ không phải như đầu video. Nếu bạn thấy cách giải này hay thì hãy cho mình một lượt like nhá. Vì em bé ấy chính là người đang làm video này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.